Nếu phía sau nhà của bạn có ruộng á, thì bạn sẽ thấy gì? Tất nhiên là thấy cây lúa rồi, cứ được trồng, rồi lớn lên, rồi lại thu hoạch, một năm làm cho mấy lần vậy đó. Đó là một cái vòng lặp mà hầu như sẽ áp dụng cho tất cả chúng ta luôn. Định sẽ ra phía sau nhà nè, hái mớ rau tập tàn, nhưng mà đi tới đây, bà chị hàng xóm của tôi kế bên. Tại vì kêu chị hàng xóm vậy thôi, chứ thật ra bà là bà chị dâu của tôi. Tại tôi thích kêu bằng chị hàng xóm hơn, với lại bà nhà có con ên rồi à. Biết đó, ở dưới quê mình mỗi lần mà sắp vô nói chuyện gọi ha, nói hoài không có ra đâu. Không biết chuyện ở đâu mà nó cứ kéo tới rồi cứ nói mãi không có biết đường ra. Nói một tí nữa thì hoàng hôn nó xuống luôn rồi. Cuộc nói chuyện của mình á thì hai người nói, nhưng mà có tới ba người nghe lặng. Đó, cái con Misa nó đứng kế mình đó. Tuy là không thể tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng mà nó có thể lắng nghe. Không hái được rau tập tàn thì đi vô triển khai cái món khác thôi. Đậu rồng với cà tím này nè là định để sáng ngày mai mần đận. Cây măng này là hồi bữa nè, để dành tới nay luôn. Có chạng vạng thôi, trời còn sáng đó. Mà coi nè, cóc nhái nương nó kêu. Xen vào cái tiếng mà tụi nó kêu á thì có cái tiếng gõ mõ của ba tôi nữa đó. Tại vì bây giờ là tới giờ cúng rồi. Để biết được buổi chiều ở quê có buồn không á thì mọi người xem cái hoàn cảnh của buổi chiều nè. Đó, nó như vậy đó. Không đèn đường, không đường lộ để đi. Nhưng mà nó không có yên ắng đâu nghe. Và cái sự ồn ào này á không phát ra từ âm thanh của con người mà là của những cái con động vật. Màn đêm buông xuống á thì sẽ có một cái thế giới khác nữa, kiểu như là một cái thế giới song song vậy đó mà không có thuộc về chúng ta. Công đi theo từ chiều giờ, thưởng cho cục mỡ nè. Chó mèo thời xưa ăn cơm không chay nước mắm, chó mèo thời nay hả thịt cá còn ngán lên ngán xuống. Hồi xưa nuôi thì để giữ nhà, còn bây giờ nuôi thì mình giữ ngược lại nó, buông ra là nó đi mất tiêu hả. Rồi đây nè, khúc này là chuyện tâm linh bắt đầu xảy ra. Con Misa với lại con Tuyết Nhi á, hai đứa nó đang giao tiếp với lại một cái chỗ nào đó mà mình không có thấy được. Hai đứa nó cùng tiến về một nơi và nhìn về một hướng. Tiếp theo đó là những cái tiếng chào hỏi mà mình không có hiểu. Thấy chưa, ở dưới quê không có đơn giản đâu, chỉ bình yên vào ban ngày thôi, ban đêm là một cái gì đó nó rất đặc biệt. Mình có cục mắm guốc nè, pha với một ít đường và một ít nước nữa, để một tí nữa kho. À, trước như vậy thì mắm guốc với đường của mình nó mới tan được, chứ không thôi một tí nữa vô là cái đường mình còn yên nguyên à, không có tan được đâu. Một mang hồi bữa còn nè, rồi bây giờ mình sẽ mang đi hầm với xương và một cái khoanh giò. Nghe nói cái món này lại sữa mà không biết có không, nhưng mà cái món này thì mình lại thích á. Cũng lâu dữ lắm rồi, bữa nay là mới mần lại cái món thịt xào mắm ruốc. Làm món này thì không thể nào thiếu xả ớt rồi, tỏi nữa, phi thơm lên, rồi mình cho cái thịt bả chỉ vô, mình đảo đều lên. Chừng nào mà thịt của mình săn lên trơn rồi á thì mình sẽ cho cái phần mắm guốc pha hồi nãy vô đó. Còn mắm guốc á thì mọi người đừng có cho nước mắm hay gì thêm trơn á, mình chỉ cho đường với bột ngọt thôi, tại vì mắm guốc của mình là nó đã có cái vị mặn rồi. Để vô cho cái mắm của mình nó săn săn thịt lại nè, nó thấm vô thịt, rồi hẳn cho một tí nước với lại dặn miếng bột ngọt. Bột ngọt mà mình lỡ nấu mặn á, mình dặn bột ngọt vô là nó đều vị lại hả. Rồi phía trước thì cái nồi canh măng hầm giò của mình nó cũng đã chín rồi, nêm thêm tí hành và tiêu nữa. Bát cái chảo thịt kho mắm guốc từ phía sau ra phía trước nè, chậm lửa lớn lên tí nữa cho nó kẹo kẹo lại là nó chín à. Mấy con cún này nó biết mình thương nó, cái là nó hay làm nũng với mình lắm. Bao giờ mà cái mắm guốc kho thịt của mình mà nó sạch sạch vậy nè là mọi người nhắc xuống được rồi nghe, tại tí nữa mình còn chấm rau á. Rồi bây giờ đi soạn một ít chén với lại là tô múc ăn ra để mà sửa soạn dọn cơm ra, xong cái là chạy vô trong nhà trong kêu ba ra ăn cơm nữa là được rồi. Nhớ xách thêm dĩa gạo nữa nha, mắm guốc phải có gạo. Đây là cái bản mặt của cái đứa nịnh mà phải nói là không biết diễn tả như thế nào luôn, nịnh quá ơi là nịnh. Con Misa này cứ như người ta vậy đó, nói chuyện với nó cũng hiểu mà cưng nựng là nó đòi ẵm bồng không à. Rồi tranh thủ ăn cơm thôi ba ơi, để hồi tí nữa là trời sáng luôn á. Tối nay sẽ có mắm guốc xào thịt ba chỉ và một ít giò với xương mình hầm với lại măng. Rồi mọi người ăn cơm tối với lại hai cha con của mình nha. Nó dính chuyện đó, hơn một số năm nay mới ăn mắm guốc. Rồi bữa nay ăn mắm guốc lại thấy sao, thấy được không? Bữa nay ăn mắm guốc lại thấy thì nó hợp cái vị đỏ kìa. Chung với rau ngon ha. Chung với rau này nè, rau này mềm mới dễ ăn nè. Tính ra là hôm bữa giờ nấu ra thì món nào ba cũng lâu lắm rồi mới ăn không à, mà đâu phải món gì cao sang đâu. Mình cũng vậy luôn, lâu lắm rồi mới ăn lại cái món mắm ruốc này. Mà mua mắm ruốc này ngon nè. Sao ba? Mắm ruốc này ngon á. Ngon hả? Ừ. Ngon, ăn nhiều nhiều chút đi. Ăn vừa ăn nhiều uống nước hay mùa nội. Mấy bạn nghe ba tôi nói gì không? Nghe mà tôi cười lên cười xuống nãy giờ luôn á.